trên quê em còn có trời chuột luôn. Nope. Đá với nó mà đập được tao. Nhà em thì nó là cha trời. Cha trời. Em ý vừa đi học về chứ lê. Xin chào tất cả các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Thọc Sâu Dòng Nghề. Và khách mời của chúng ta lần này là một ca sĩ rất đặc biệt, đang được mọi người rất là quan tâm. Và tôi sẽ bật mí bằng một clip sau đây. Có lẽ đây chính là giây phút chờ đợi nhất, được hồi hộp nhất trong giây phút cuối cùng của đêm chung kết ngày hôm nay. Bạn Trần Thị Thúy Dung, số báo danh 02. Nếu ra ngoài hãy nhớ vô trang phải đeo vào đây. Chào các bạn, mình là Trần Trang Dung. Hiện tại mình đang làm ca sĩ tự do tại thành phố Vinh, Nghệ An. Dung có thể cho mọi người biết là em là người ở Mô được không? Dạ, em là người Yên Thành. Yên Thành ha. Và để cho thoải mái nhất là ta muốn khoe được giọng nói của ta nhá, thì em hãy tự dư nói giọng Yên Thành của em luôn ha. Dạ. Và em có thể cho mọi người biết cái thông tin để mọi người chắc chắn tin tưởng được em là người Yên Thành không? Trang Dung sinh ra tại xã Thọ Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Và đã rất là lâu rồi Trang Dung không được giao tiếp bằng tiếng quê gốc của mình với các bạn. Rồi ok, và cái chương trình lần đi thì em sẽ được thoải mái nói cái giọng quê em luôn nhá. Từ giây phút đi này, em sẽ nói giọng quê em. Dạ, ok. Dạ, em hy vọng là em nói thì mọi người vẫn hiểu được là em đang nói gì. Ok, và chương trình của ta thì phần lớn là khán giả là người Nghệ An. Yeah. Thì mọi người sẽ, anh nghĩ là mọi người sẽ nghe được thôi, và em cứ thoải mái đi. Yeah. Nghe thì vẫn nghe được thôi, nhưng mà cảm giác là nó hơi ngang ngang. Người ta có bảo là ngang như cua đấy. Dũng thì thích làm ca sĩ từ khi mấy, từ khi mấy tuổi? Em từ nhỏ rồi anh ạ. Đây dòng dòng nha em. Vẫn là dòng đấy rồi hả? Dạ. Dòng Yên Thành rồi hả? Dòng Thọ Thành, Yên Thành, xóm Bái Trạch, xã Thọ Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Và ở cái xã của em thì có một dòng thôi hay là có thể là có nhiều xóm, là mỗi xóm mỗi dòng á? Cơ bản là giống nhau anh ạ. Ừ. Hầu như là dòng toàn xã thì nói giống như em. Ừ. Nhưng mà có một cái xóm thì là gọi là xóm 10, xóm Nhân Trạch ấy. Ừ. Là cái xóm đấy là nó giáp với cái xã Diễn Thác. Thì là nó nói giống y hệt dòng xã Diễn Thác luôn. Còn lại là em thấy hầu như là nói giống như em. Ừ. Em thấy ở quê em, cái dòng nói của địa phương em thì có điều gì đặc biệt đó? Với cái phát âm hay là âm sắc thế nào đó? Âm sắc thì em cảm giác đây nó ngang ngang. Nó ngang ngang, nó khó biểu lộ cảm xúc. Giống như kiểu là em nói, em muốn nói chuyện với anh một cách tình cảm thì em nói ngang ngang như thế này này. Là kiểu hắn không có cảm xúc mấy. Đó là cách suy nghĩ của em thôi. Có thể là bởi vì mình quen quá thì mình thấy nó không có. Có khi là người ngoài thấy rất là thích, đúng không? Có cái công thức mô mà để người ta nói giọng người của em được không? Công thức à anh? Công thức giống như là nói luôn luôn nó giống sắc hay là luôn luôn nó giống huyên chẳng hạn, để người ta bắt chước được. Cái đó thì em nào biết? Nào biết hả? Chắc là phải nghe nhiều rồi ở đấy rồi nghe nhiều rồi xem nghe mọi người giao tiếp nhiều với nhau rồi mình học theo thôi. Thế còn em thấy nó có cái công thức mô cả. Em có biết là cái dòng nói đó xuất phát từ khi mô, có từ khi mô? Dòng nói thì từ xưa em đẻ ra thấy mọi người nói rứa cả rồi. em nói biết là xuất phát từ khi mô cả. Thì hay là hoặc là do mấy cái xã lân cận với giáp với Diễn Châu á, thì là có hơi hướng hân lai đi tí. Đó là để mà biết nguồn gốc hay là cách nói chuyện mình xuất phát từ mô thì là phải đi tìm nguồn gốc của Diễn Châu. Dạ. Bởi vì nó liên quan đến Diễn Châu nữa. Theo em thì người dân địa phương em thì cái tính cách ăn răng. Tính cách ở người dân ở quê nhà em á. Ừ. Yên, nói đến Yên Thành thì là quê lúa mà. Ừ. Quê lúa là mộc mạc mà nghèo mà. À.
chủ em thấy quê em rất là người dân rất là hiền lành ấy, kiểu chất phác. Theo cảm nhận của em đối với quê hương của em cảm nhận như thế. Mà hầu như em đi ra ngoài thì nếu như mà giới thiệu mình là người ở Yên Thành ấy thì hầu như họ cũng đều có cái nhìn rất là có thiện cảm về giống như kiểu là mình cái huyện nghèo, huyện lũa nghèo ấy. Đấy, cho nên là nhiều người cứ bảo là gái Yên Thành à, gái Yên Thành được á. Được cái kiểu đấy. À, được kiểu đấy. À, anh cũng có rất nhiều người bạn Yên Thành và đúng cái cảm nhận chung của anh là ai cũng rất là hiền lành, rất là dễ gần, nói chuyện rất là vui vẻ thoải mái. Thì em có thể giới thiệu cho mọi người biết nhiều hơn Yên Thành và có những cái điều gì đặc biệt ngoài quê lúa được không? Yên Thành có một cái món đặc sản là thịt chuột. Mà ai cũng nếu như mà người gốc ở Yên Thành ấy mà đã từng ăn rồi ấy thì rất là nghiền. Wow. Em là một trong số đó. Thế nên là em từng ăn rồi đúng không? Ô, em ăn rất nhiều rất luôn. Rất nhiều luôn. Hồi nhỏ em còn đi theo các anh các chị rồi các chú đi chạy ra ngoài đồng mua ruộng ngô rồi ruộng khoai ấy, mua khoai ấy. Thì là đi chạy ra đi bắt chuột ngoài đồng ấy. Đi bắt chuột. Ở nhà trên quê em còn có chờ chuột luôn. Có chờ chuột luôn á. Cái cụ thể chính xác là ở chỗ mốc. Chờ chuột thì nó nằm ở xã Đức Thành. Xã Đức Thành. Đó là em nghiền món nữa lắm. Đến hiện tại thì cái chờ nữa con hoạt động con rúng rả hay có nhiều chuột để bán hay không? Nhiều thì chỉ có vào mùa thôi anh ạ. Đấy, vào mùa thì vào mùa kiểu mua trồng khoai, trồng ngô đấy. Đấy. Là cái mùa thu đông đấy. Đấy là rất là nhiều chuột mà chuột ở ngoài đồng nó bùng nó trắng tinh luôn. anh nói chung là anh cũng thử một lần thôi nhưng đó chuột ở anh Sơn. Anh cũng ra đông anh cũng bắt với bạn bè anh nhưng mà chỉ được thử của Yên Thành đã ráng cả. Thì nhưng nhiều người cảm nhận là họ hơi sợ, họ ghê đúng không? Em có thể kể hơn nếu mà thịt chuột mà nếu mà ngon nhất thì nấu ở ráng này. Và cái vị hẳn kiểu ở rắn này thơm giống cái chi á? À, thịt chuột thì em thì ở trong xả nhà em chủ yếu là chế biến theo kiểu là mình băm nhỏ ra, mình nấu với xả, rau má. Đấy là cái món món là cơ bản của thịt chuột. Còn bây giờ thì ở cũng có một vài xả họ chế biến là họ để nguyên con. Họ lấy cái đầu đi thôi, họ để nguyên con, họ rán, họ quay, hoặc họ nấu giả cây. Còn ở xã nhà em thì em chỉ ăn mỗi cái món là xào rang với rau má. Và nếu như mà ai mà chưa từng ăn thịt chuột ấy, chưa được thưởng thức qua thịt chuột ấy, không biết mùi vị, không biết hương thơm mùi vị của nó như thế nào ấy, thì là nếu như mà em đưa cái món này ra là không bao giờ phát hiện ra được thịt chuột. Mà em có cái kỷ niệm em đi học sinh viên, học trường Y. Đây là ở trong xóm trọ ấy thì toàn là quân ở trên Quỳ Châu với lại về trên Quỳ Hợp ấy. Đó. Okay. Quân nữa hắn nó biết ăn thịt chuột không? Rồi là em mới gọi điện, em bình thường là cứ đến mua thịt chuột là em cứ nói mẹ nhà em là làm nguyên cả ống lên từng ống từng hộp đi này là bỏ vô là đưa vô là ăn cả tuần luôn. Thịt chuột là ăn với cơm ấy. À, nói nhắc đến thêm này. anh thầy em cứ kể đi. Đây là em với làm, nói với mẹ làm, nói với mẹ nhà em á, nói với mẹ nhà em á, là làm gửi vô cho em. Là quân nữa thì quân bản ấy nó biết thịt chuột là cái gì cả mà rất là thấy anh ăn cơm bên nó bảo rủ sáng đây cho về ăn thịt chim. Lừa hẳn là thịt chim. Đó, sáng ăn hết cả hộp luôn. Ngon lành. Ăn ngon lành luôn. Rồi sau đó. Sau đó thì em hỏi là có ngon không? Ngon này, ngon thịt chuột, quên đi thịt chim. Thịt chim mẹ nhà mày nấu ngon này. Chim mà chim Yên Thành mua nhiều rứa. Chim Yên Thành mua nhiều rứa, chim mà đi vô mua chứ. Rồi là hắn ăn hết rồi, hắn ăn hết sạch rồi. Đến lúc là xong rồi là em về nói thịt chuột nó phải à. Mấy đứa là hắn ra là kiểu cảm giác hắn sợ đó. Ra là ue thế này. Em nói là nhưng mà khi này về ăn có ngon không? Ngon thật. Nếu như mà không biết đấy là thịt chuột đấy thì là ăn rất là ngon lành. Còn
người ta bảo là thịt chuột gớm gớm chẳng qua do cảm giác của mình thôi. Đấy, thì em nghĩ là do cảm giác thôi. Còn mà được ăn thì nghiền. Đúng rồi. Thì là có chuột đông, ví dụ nó ở ngoài đông thì hoàn toàn nó rất là sạch sẽ, đúng không? Đúng rồi. Chỉ là ví dụ như ở thành phố hay những nơi mà nó độc ô nhiễm thì mới nguy hiểm. Em là còn xem video họ ăn ở ở ngoài Bắc, họ ăn thịt chuột mà chuột to như con mèo gì mà bùng đen thui, chuột đông, chuột ngựa chứ không ăn. Ok, được thì các bạn hãy tin tưởng rằng cái món thịt chuột là có thật và nó hoàn toàn ngon quá cái lời kể của ca sĩ Trang Dung. Mọi người đều biết đến em với vai trò làm ca sĩ ha, và vừa rồi em trở lại khá là ngoan mục với một số bài hát chế về Corona hay, và anh cũng đếm sơ sơ là cũng khoảng hơn 10 triệu view gì đó, hoành tráng đó. Em có thể chia sẻ là em có cái tình yêu về âm nhạc từ khi mô đó? Thì đam mê ca hát thì của em thì là từ nhỏ ấy, nhỏ. từ thời mẫu giáo là em đã rất là yêu ca hát rồi, nhưng mà mẹ nhà em là không mẹ và đặc biệt anh trai nhà em thì bảo là kiểu đi, nếu như mà đi học văn hóa nghệ thuật thì là sau đi ra trường thì mình không biết làm gì cả. Ý là cái nghề này không biết là mình có được nổi hay không, mình có theo được hay không. Đó, con đường khá là gian nan. Cái nghề đấy thì nhiều cám dỗ, nhiều thăng trầm. Thì sau thì em thì lúc đấy thì em cũng đi học ôn về văn hóa nghệ thuật thôi. Nhưng mà sau thì lên lớp 12 thì khi đấy làm hồ sơ là em phải thay đổi trong vòng có tầm 6 tháng là em chuyển sang khối B để em thi sang trường Y. Từ quyết định thi văn hóa nghệ thuật xong rồi quyết định sang thi trường Y trong vòng 6 tháng. Đấy. Thì là may là đầu trường Y. Trường Y thì đi học trường Y, nhưng mà em nghĩ là em có duyên nặng với nghệ thuật ấy. Đúng rồi. Đi học y mà suốt ngày khi mổ văng vẳng là đi hát hò trong thì nhớ sâu thẳm trong mình thì nó ngọn lửa đúng không, nó cứ chạy mài đó. Thì đi học y là vừa nói chung là vừa đam mê ca hát, vừa học y là em phân bổ thời gian gọi là vất vả hơn các bạn nhiều. Cái năm em đạt được giải nhất sau Mai Nghệ An 2015 hả? Dạ. Khi đó là em sinh viên năm mấy? Em gần năm cuối rồi. Gần năm cuối. Dạ. Mình có một sự dài dặn, một dây dặn trong người hơn. Năm 13 là em là năm thứ hai của trường Y, là em cũng đi thi sau Mai nhưng mà chỉ lọt vào bán kết thôi. Thì đấy thì lọt vào đấy là may lắm rồi. Rất là vui rồi, một cái sự đồng viên rất lớn đối với tình yêu của mình. Với cái tập sau này mình đã kể về Yên Thanh rất nhiều rồi. Thì bây giờ để cái giọng nói của em á, thì là mình đang để cho mọi người biết nhiều hơn, nghe nhiều hơn, trải nghiệm nhiều hơn với cảm xúc khi mình nói giọng Yên Thanh này. Nói chung là cái này là tùy thuộc năng khiếu thẩm âm của mỗi người thôi anh ạ. Còn nữa em thấy nếu như mà người nào mà hay bắt chước được thì cũng nói nhanh thôi mà. Còn nữa thì cái giọng nhà em thì em thấy nó ngang, kiểu nhiều khi em đi giao tiếp ở bên ngoài thì họ cảm thấy nó là kiểu không khó nghe. Có vẻ là một cái hay của mình. Yeah. Anh này anh thấy em nói hiền quá đi đó, anh mong chờ những cú mà mạnh dạn này đó, quyết đoán này, mạnh mẽ của em này đó, chứ mà hóa ra là hiền quá. Dư thử đi nhá, em sẽ anh ơi, em nói hiền không, em hiền là hiền với anh thôi, còn nữa là mà chơi với bạn nhà em là Quân nó nói là dung yêu quái mà. À, dung yêu quái. Chơi mấy đứa thật là nói là em là dung yêu quái. Rồi dư thì em thử bộc lộ một cái phần múa của dung yêu quái nhá. Anh thử để tình huống thế này. Anh sẽ là một học sinh, một đứa con em, một thằng con trai của em. Em là một bà mẹ đưa vừa đi học phụ huynh về. Và thằng con thì hứ quá, thì cố nạt, cố mắng và làm bà mẹ rất là mất mặt được mặt phụ huynh rất nhiều người. Ok, và em sẽ thử cho anh một trang mắng xối xả thử ra bằng dòng của quê em. Răng hề cả đời nó chửi ai thử, nó chửi thử đi nha. Thì anh thử đi. Ok, có nhầm ấy mi về đây rồi à? Dạ về đây, vô đây mi, vô đây tao hỏi. Răng mày đang tư dưng nhìn khó tính chưa? Mi biết mình đi răng mà tao khó tính không? Cô lại trời nặng to
tao vừa mới đi học phụ huynh cho mi xong rồi đó. Và mà đi học hành ra mà để cho cô phê bình ra đi. Thì ai biết chứ được, con học ngoan bình thường ngày, vẫn đi học bình thường, tuần 3 buổi đến trường đều đặn. Thì giờ đó này tao phê tao nói, tao bách với cha nhà mày. Thôi mày về đứng nữa mày, cha không cha hay đập. Tao không nói được thì phải để cho cha nhà mày nói đi. Cha mà đập con là không được, cha đập cả mê đó, ngượng không? Nope. Cha mới ra mà đập được tao. Ờ, được. Đã biết ra mà đập được tao. Mi coi chừng đó. Được thì mày gửi bọn cha đó chứ nữa. Nói chung là em gọi là copy của mẹ nhà em hồi xưa thôi. Nhưng mà em không phải là không học tốt đâu. Mà nhiều khi kiểu mải mê đi chơi nhảy tí, hồi xưa cũng hay chạy nhảy. Thành ra là em copy của mẹ em không được nhiều. Gặp như anh copy được nhiều lắm. Vì anh nói đột ngột của em chưa reset lại. Ok. Và thì quá phân mỗi đó thì mọi người cũng cảm nhận được cái dòng nói, cái phong cách của địa phương em ở rửa đúng không? Dạ. Yeah. Nói chung là nhiều người cũng điêu lắm, nhưng mà em nó nhớ nó hay gọi là để ý mấy cái câu nữa đó. Nên là khó diễn đạt lắm. Và em thấy là quê em ví dụ có vài cái câu muốn đặc biệt tí không? Đặc biệt à? Đặc biệt thì ở trong xã nhà em hay là ở Yên Thành anh? Càng sát em càng tốt. Sát nhà em hả? Thì nhà em thì nó là cha trời. Cha trời. Cha trời. Cha trời. À, còn ở bên Hồng Thành á. Hồng Thành là sát xã nhà em. Quả quả cái thằng đi có cái câu đầu tiên khi mà cửa miệng chửi á, hoặc là ấy. Hoặc là ở Lăng Thành thì em biết là câu là chứ lê. Em ý bữa ní đi học về chứ lê. Hẳn là có nghe đấy chứ. Thì chứ lê rồi thì em có biết không? Nhưng mà câu khẳng định đúng không hả? Yeah. Có phải là giống đài loài như rứa. Ừ. Đấy, cái câu kết rứa. Vì em học ở trường Bắc Yên Thành nè. Thì là các bạn ở Lăng Thành rất là nhiều. Cho nên là cứ thấy cũng nói chứ lè. Là em cũng thấy bật cười chứ không phải là người khác đâu. Còn ở xã nhà em thì được hầu đài loài là nói ngang như cua rứa thôi, chứ còn cùng thấy cũng cơ bản là cùng bình thường. Chứ cũng không có cái câu mô đặc trưng rõ rệt lắm. Hoặc là có thể là theo cái thời gian thì là cuộc sống hiện đại hơn rồi, mọi rồi, người cũng quên mất cái những cái tiếng cái chữ. Kể cả bây giờ em cũng rứa. Bây giờ em cũng rứa. Vì mình đi mình giao tiếp nhiều, mình dùng từ phổ thông nhiều ấy, vì trong đầu của mình khi nào nó hiện lên những cái từ phổ thông. Nên là mình nói nhiều khi từ khi này dư em nói với anh là vẫn phá vô nhiều từ phổ thông đó. Đúng rồi, anh cũng rửa thôi đó. Nên là để mà nói đặc sệt như hồi xưa hồi nhỏ thì bây giờ cũng khó đó. Và hồi mà nhớ lại thì vẫn nói được, nhưng mà bây giờ đang nói đang tuôn chào theo cảm xúc rồi đi là đúng là khi nghe lại những cái từ địa phương của mình nghe cũng vui đúng không? Thì một phần nó sống trong ký ức của mình. Và thậm chí như nhiều khi anh về nói chuyện lại với một số ông ba mình thì thậm chí ông ba cũng quên á, vì nói chuyện với con cái ra cháu tiếp ngoài. Ông ba cũng quên luôn, nhưng mà để mà kể chuyện lại thì rất là nhiều thứ, rất là vui. Và cảm ơn em đã dành thời gian đến đây để chia sẻ với mọi người về những cái niềm vui, những cảm xúc của em, và đặc biệt là về quê hương Yên Thành của em. Anh chúc em sẽ luôn luôn xinh đẹp này, luôn luôn vui vẻ, luôn luôn giữ được cái niềm đam mê của mình, và sẽ cố gắng hết mình cống hiến cho cái tình yêu đó, và sẽ đạt được kết quả, và mọi người sẽ luôn luôn yêu quý em. Qua đây Trang Dung xin được cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe Trang Dung chia sẻ về con đường âm nhạc của Trang Dung, cũng như là nghe cái dòng quê của Trang Dung, và hy vọng là sắp tới mọi người sẽ đón nhận hơn nhiều sản phẩm mới của Trang Dung, và ủng hộ thật nhiều cho Trang Dung, cũng như là kênh hai nghề. Okay. Các bạn hãy nhớ subscribe và share thật nhiều để chúng ta cùng nghe nhiều hơn nữa những cái dòng của địa phương Nghệ An ta nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.